nghi phạm xả súng giết 18 người ở Mỹ, còn nhiều bí ẩn chưa giải đáp. Việc tìm thấy thi thể ông Robert Cat, nghi phạm duy nhất của vụ xả súng giết 18 người, kết thúc một vụ án nhưng mở ra nhiều câu hỏi không thể trả lời. Tự sát trong xe rác Theo đài CNN ngày 27 tháng 10, thi thể của ông Robert Cat, nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng cướp đi mạng sống 18 người ở thành phố Lake Winston, bang Maine, Mỹ, hôm 24 tháng 10, đã được cảnh sát tìm thấy Ủy viên Cơ quan An toàn Công cộng Manny michiat cho biết cảnh sát tìm thấy ông Katz trong một xe chở rác thuộc cơ sở tái chế cách hiện trường vụ tấn công khoảng 16 km. Đây là nơi ông Katz làm việc trước khi bị sa thải, cách đây không lâu. Nguyên nhân cái chết được công bố là vết đạn tự sát. Theo cảnh sát Manny, thi thể ông Katz được tìm thấy cùng hai khẩu súng. Việc phát hiện thi thể ông Katz kết thúc cuộc truy lùng kéo dài hơn 48 giờ và chấm dứt hai ngày sống trong sợ hãi của người dân thành phố Lewiston Hầu hết người dân thành phố thấy nhẹ nhõm khi thủ phạm xả súng không còn. Sau một số người không khỏi hụt hẫng vì nguồn cơn cái chết của người thân sẽ không bao giờ được phơi bày. Cảm xúc của tôi về điều đó thật lẫn lộn. Trước tiên tôi muốn anh ta bị bắt. Tôi muốn hỏi những câu hỏi giờ đây không thể được trả lời. Vì sao anh ta làm như thế? Động cơ là gì? Vì sao anh ta lại làm tổn thương rất nhiều gia đình? Bà Elizabeth Strand, vợ một nạn nhân không qua khỏi, trong vụ xả súng chia sẻ. Xả súng vì thất tình. Ông Sajak cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa công bố động cơ của vụ xả súng. Tuy nhiên theo đài CNN, cơ quan điều tra đã đưa ra một giả thuyết lớn về lý do trung tâm bowling Spirit Time, race và nhà hàng Streamline Bar and Grill bị chọn làm địa điểm xả súng. Theo đó ông Katz vừa chia tay bạn gái lâu năm gần đây và hai địa điểm trên là những nơi ông cùng bạn gái thường lui tới, đồng thời cũng để lại một mảnh giấy cho gia đình. Đó là ghi chú cho một người thân, ghi rõ mật khẩu điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng của ông Katz. Tôi không nghĩ nó hoàn toàn là thư tuyệt mệnh nhưng giọng điệu cho thấy người viết sẽ sớm không còn và muốn đảm bảo người thân mình có thể truy cập điện thoại và những gì lưu trong đó, ông Shocks cho biết. Ngoài ra, ủy viên cơ quan an toàn công cộng Manny khẳng định gia đình ông Katz đã hợp tác tốt với bên điều tra, nhấn mạnh sự hỗ trợ của họ rất quan trọng cho việc nhận diện hung thủ. Có vấn đề tâm thần nhưng vẫn được dùng súng. Các điều tra viên khẳng định khẩu súng ông Katz dùng cho cuộc thảm sát được ông mua hợp pháp chỉ vài ngày trước khi ông nhập viện và được yêu cầu giám định tâm thần. Theo ông Shashas, việc ông Katz có vấn đề tâm thần không khiến ông bị liệt vào danh sách cấm mua và sử dụng súng. Luật pháp bang Maine không cấm một người mua súng dựa trên chẩn đoán bệnh tâm lý hay việc phải được điều trị. Trừ khi bị tòa án yêu cầu điều trị sức khỏe, tâm lý, ông Katz sẽ không gặp khó khăn gì trong việc mua súng đạn. Vấn đề trên tiếp tục dấy lên sự tranh cãi trong quy định về sở hữu súng đạn ở Mỹ. Thời gian qua, đảng dân chủ đã kêu gọi siết chặt quy định sở hữu súng đạn với người dân, trong khi đảng cộng hòa kiên quyết quay lưng với những yêu cầu tương tự. Ngày 25 tháng 10, ngay sau vụ tấn công, tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các thành viên quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa hợp tác cùng Đảng Dân chủ trong việc cấm vũ khí tấn công, đạn dược sát thương cao và thi hành nhiều biện pháp kiểm soát súng đạn khác. Ai lại cần sở hữu súng trường tấn công có khả năng chứa đến 100 viên đạn? Ông Biden phát biểu tối 27 tháng 10.